ngày nào cũng đều nhận tin nhắn chúc anh một ngày tốt lành, anh có khỏe không, hỏi thăm liên tục. Nhưng mà em lại nghĩ rằng cô bé này đang học lớp 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp nên em cứ từ chối về tình cảm. Từ chối hả? À, từ chối hả? Với một mục đích tốt, có nghĩa là muốn cổ tập trung vô cái việc học. Cô ấy chuẩn bị có một cái màn flash mob để tỏ tình với em. Bữa đó là em chuẩn bị rất là kỹ luôn, là mua bong bóng rồi đồ mặc cho mình, rồi cũng chọn địa điểm là một nơi rất là lãng mạn, đó là chào hai em. Chị phải công nhận là hôm nay hai chị em mình á gặp gỡ hai cặp vợ chồng đều đẹp đôi hết. Đúng rồi. Đấy, hai bạn có thể giới thiệu gì mình? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Long, năm nay 25 tuổi và nghề nghiệp là buôn bán phở. Và đây là vợ em. Dạ em tên là Nguyễn Hồng Bảo Trân, năm nay em 21 tuổi. Em là sinh viên. Chắc có lẽ là em đi ăn phở và vô tình gặp ông này đúng không? Dạ không ạ, em tham dự vào một cái chuyến đi chơi. Trên đường đi á là có một anh chàng rất là đẹp trai, mà đi giữa cánh đồng nắng vậy á, mà không có đội mũ, không có làm gì hết trơn. Cái em mới cầm cái vụ trên tay á, chạy đến anh để em chơi vụ cho anh nha. À vậy đó hả? Ủa còn em? Cái việc mà che nắng cho vụ là một cái việc rất là bất ngờ đối với em. Tại vì ai cũng thân ai người đó lo là cầm vụ sẽ đi, còn em thì được một cô bé đứng sau lưng che dù đến chỗ dừng chân. Trong giờ ăn cơm em lại hay cái đôi đũa, tại vì em không biết xài đũa ăn cơm nên cô bé đưa thêm cái muỗng cho em nữa. Tại vì lúc đó em thấy cái anh này cứ ngồi cầm cái đũa mà cứ khều cái chén cơm hoài, mà khều hoài nó không lên. Em mới thấy vậy, cái nghĩ chắc ông này chắc xài muỗng, thế là em mới lấy cái muỗng cái bên của mình á đưa cho ảnh. Sau khi mà cô ấy có những cái thái độ đó với mình thì em có phát hiện điều gì ở cô bé này có nó đặc biệt không? Chưa kịp cảm ơn thì quay qua cô ấy thì thấy cô ấy lại cười với mình, là một cười tỏa ánh nắng. À, nụ cười tỏa ánh nắng đúng không? Nụ cười tỏa ánh nắng, trời ơi. À, lần đầu tiên em nghe một cái nụ cười tỏa nắng đó. Rồi sau khi nụ cười tỏa nắng hay làm hớp hồn em thì sau đó là chuyện gì xảy ra nữa? Thì từ lúc đó trở về sau thì ngày nào cũng được nhận tin nhắn chúc anh một ngày tốt lành, anh có khỏe không, hỏi thăm liên tục. Nhưng mà em lại nghĩ rằng cô bé này đang học lớp 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp nên em cứ từ chối về tình cảm. Từ chối hả? À, từ chối hả? Với một mục đích tốt, có nghĩa là muốn cổ tập trung vô cái việc học. Rồi còn em sẽ bị từ chối thì em thấy làm sao? Nhắn tin với ảnh thì thấy ảnh cũng dễ thương lắm, mà ra ngoài gặp ảnh á mà ảnh lạnh băng à. Mà không thèm để ý gì đến em luôn. Cái em mới thắc mắc là ủa sao kỳ vậy, vậy rốt cuộc ảnh là như thế nào? Thì mới lúc đó mới phát hiện là ảnh có một chị bạn gái. Thì lúc đó em cũng nói là thôi thì mình ở bên đó giống như là một người bạn thân thôi, chia sẻ câu chuyện chung với anh. Thì trong lúc mà chia sẻ thì em cảm thấy là cái tình cảm của mình dành cho ảnh nhiều quá, thì mới nói là thôi thì lần chừng nào mà anh thấy được á thì anh tới với em. À, dạ. Có nghĩa là em coi người ta là bạn thân, với ảnh thì anh coi là thân ai nấy lo. Dạ, đúng rồi. À, vậy thì chừng nào thì thân nhau phải lo? Là khoảng sau năm lớp 12, sau khi thi tốt nghiệp xong thì mới em cũng chia tay với bạn cô gái xong, rồi cũng nhắn tin tới là làm quen. Rồi sau khi tìm hiểu nhau là được cô ấy chuẩn bị có một cái màn flash mob để tỏ tình với em. Bữa đó là em chuẩn bị rất là kỹ luôn, là mua bong bóng rồi đồ mặc cho mình, rồi chuẩn bị cái bảng để ghi là mừng kỷ niệm 2 năm mình quen nhau, em yêu anh ở dưới. Rồi xong rồi em cũng chọn địa điểm là một nơi rất là lãng mạn, đó là có một cái dòng sông rồi bãi cỏ. Em nhắn tin cho ảnh là khoảng chừng 5 giờ anh ra đây nha. Chiều em nhận được tin nhắn là anh cứ đi đến số điểm hẹn này đi, em đang ở dưới chân cầu đợi anh. Thế là em cứ thấy vậy vội vàng chạy xe tới, nhưng mà bị lạc đường. Tại vì trên quận 7 thì đường có 2 cây cầu màu đỏ, một bên tay trái bên tay phải, đứng đợi một thời gian hoài không thấy ai ra đón mình hết. Thế là vội vàng gọi điện thoại cho người yêu kêu là anh tới rồi mà sao không thấy ai hết. Hỏi người xung quanh, đây có 2 cây cầu. Thế là mình biết mình lộn cầu rồi, mình quay ngược lại, mình đi qua bên kia. Nhưng mà tới cây cầu đó em cũng không gọi điện thoại nữa, mà em cứ làm theo tin nhắn. Tức là mình nghĩ là mình đúng rồi. Em chạy xuống dưới cây cầu thì thấy mọi người đang đứng đó, mà em cũng không biết đó là người yêu mình đứng đó với bạn đứng đó. Em chạy thẳng qua luôn. Qua luôn. Dạ. Rồi lúc đó
em sao? Mà lúc đó em có thấy chồng mình đi qua mặt mình luôn không? Dạ không anh. Không thấy. Là lúc đó là em cầm cái bảng che trước mặt vậy nè, là có cái dòng chữ trên đó, mà tính là gây bất ngờ mà không hiểu sao thì em thấy tại vì rõ ràng là thấy bóng ổng từ xa rồi mà tại sao không thấy có động tĩnh gì hết trơn á, không thấy bọn bạn nó bật nhạc gì hết luôn. Cái em cũng thấy nghi nghi, cái mấy người kia kêu ê ổng chạy xuống, ổng chạy đằng sau á, ổng chạy xuống đằng sau kìa, ổng chạy xuống đằng sau kìa. Thì mọi người mới quay lại kêu anh Long anh quay lại đi, mọi người đang đây nè. Lúc đó cái em quê có múa nữa không hay thôi dạ, luôn đó. Các em kêu thôi bật nhạc lên đại đi, múa đại luôn. Và sau khi nhảy xong thì mọi người kêu ôm hôn đi, và em cũng còn chạy tới không có biết gì, cái chạy tới ôm hôn vợ thôi. Dễ thương quá à. Nay là kết hôn được bao lâu rồi em? Dạ, đến bây giờ là được 5 tháng rồi chị. Quá là son luôn đó ha. Vậy thì khi mà các em lấy nhau rồi á, có phát hiện ra thêm những cái gì mà bất ngờ về nhau không? Cái ngày hôm mà đám cưới á, là tụi em đã hẹn với nhau trước á, là hôm đó mệt lắm, đi gần cả trăm bàn, mệt lắm. Không có về nhà làm gì hết trơn, về nhà là chỉ có nằm lăn ngủ thôi. Ai về đâu em lên, em trằn trọc hoài mà em không ngủ được. Quay qua chồng, thấy chồng ngủ mất tiêu rồi. Em kêu thôi chồng ơi, chồng dậy với em đi. Thì ổng lèo nhèo vậy là sao chưa ngủ nữa, kêu mệt mà về ngủ mà sao không ngủ. Thức dậy kêu làm gì? Lúc đầu em có nghĩ là làm cái gì đó. Làm cái gì đó. Đi tân hôn mà đúng không? Nhưng mà ngột bực giật dậy kêu anh ơi em ngủ không được, ở chứng mình cho anh tù xì đi. Chơi quánh tù xì hả? Dạ. Bốn mũi. Quánh tù xì bốn mũi hả? Trời ơi. Vậy thì cái đêm tân hôn mà chưa tân hôn. Vậy thì đêm nào mới là đêm tân hôn? Nghĩ là chắc là để dành cho đêm thứ hai. Nhưng mà ai về đâu thì tới cái ngày thứ hai thì em bị đèn đỏ. Rồi, đến khi nào mà mới bật đèn xanh? Bắt đầu tuần sau thì tụi em mới được đi tổ chức mật. Nhưng mà nhà bên bác em lại tổ chức một cuộc hành hương. Thế là em, gia đình hai vợ chồng cũng đăng ký vô tuyến hành hương đó. Có đứa em của vợ cũng muốn đi theo. Và mẹ vợ cũng muốn đi theo, là cũng chấp nhận cho đi theo luôn. Rồi sao mới trăng mật? Dạ thì cái bữa lúc đó đi á, là lúc đầu tụi em chỉ nghĩ là hai vợ chồng đi đặt một cái tour riêng hai vợ chồng thôi, tại vì đứa em của em á, còn có một tuần nữa là nó vô học rồi, thế là nó muốn đi, thế là thôi kệ cho nó đi luôn. Mẹ mà không lẽ nó đi cũng một mình nó, thế là mẹ em cũng đi. Mà người ta là theo nguyên tắc của đoàn rồi là ăn uống cũng phải là ngủ chung với đoàn luôn, hai vợ chồng em không được tách riêng gì hết. Thì đến lúc mà người ta hay chọc á, là hai vợ chồng này đi cần chăn mật kiểu này là dập mật rồi chứ không phải chăn mật. Trong cuộc sống hàng ngày thì hai vợ chồng có những gì thú vị nhau? Thú vị là cái chuyện mà chồng em bỏ nghề để về phụ mẹ em bán phở. Tại vì em thấy cái chuyện đó là thực sự là không ai làm được hết trơn á. Chồng em đang làm một cái nghề là ai cũng muốn vô hết. Tự nhiên chỉ vì mẹ em là thương mẹ em, thế là bỏ nghề để mà về phụ bán phở. Em rất là nể phục em và chồng em ở chỗ đó. Gia đình vợ em á, có một cái chị là vậy, lại làm chính ở trong nhà, thì xin gia đình nghỉ để đi vào qua lấy chồng. Thì em thấy là công sức của mẹ đã bỏ thời gian ra đào tạo để làm việc cho gia đình mà giờ lại bỏ đi, thì em thấy hơi phí công sức của ba mẹ bỏ ra, nên em đã quyết định là qua phụ bán phở luôn. Cái khách hàng á, có tăng lên từ sau khi đúng mà rồi em về làm với mẹ không? Dạ khách hàng tăng, đây sẽ là khách nữ mà. Bình thường là hàng ngày là thấy cái cô phụ bán phở, bây giờ tự nhiên thấy có một cái nhân viên mới gì thì là chắc có lẽ là người ta cũng phải suy nghĩ, cũng phải coi cái ông này là ai đúng không? Chắc chắn là người ta nghĩ là con ruột của mẹ hả? Hay là sao? Dạ, người ta lại hỏi, ủa em chị hả? Trước giờ không thấy. Như vậy có nghĩa là chồng em già hay là mẹ em trẻ? Dạ, chắc em nghĩ là mẹ em trẻ. Trời ơi, rồi bây giờ được kết hôn được 5 tháng rồi hả cưng? Dạ. Rồi chồng có cái gì thay đổi khác hẳn coi như là trước khi lấy với lại sau khi lấy không? Là chồng em lúc đầu á đẹp trai lắm, bảnh bao, ăn mặc gọn gàng lắm. Xong rồi đến lúc mà khi mà lấy vợ rồi á, phụ mẹ bán phở, thì ngày hôm đó làm việc xong á thì người rất là hôi, mà đi về á thì cứ việc đầu tiên vợ đâu rồi, ra đây cho anh ôm một cái rồi xong rồi kịp nó vô vậy nè, rồi ôm chặt vậy đó, khấu ra em ra để cho mà thơm ông em, mùi hương của đàn ông đó. Ngoài cái chuyện là phụ mẹ bán phở nè, rồi yêu vợ ra nè, nói chung là
em còn có những cái đam mê gì khác hơn hai cái việc mà em đang đeo đuổi không? Dạ, sở thích thứ hai của em là game. Chồng về thì đúng là có ôm em rồi, xong rồi thì đi tắm rửa rồi ra là ôm cái máy chơi đến tối luôn, kêu là đi ngủ đi. Trễ rồi, 12 giờ rồi mà chưa chịu ngủ nữa. Đợi tí đi với con boss xong rồi ngủ. Rồi còn em thì sao? Em có những cái sở thích gì mà làm chồng không đồng ý không? Dạ, em có sở thích là hay coi phim tình cảm một mình rồi ngồi khóc một mình. Ước mong cái gì về nhau để mà cho cuộc sống vợ chồng sẽ hòa hợp nhiều hơn? Em thì muốn vợ em là đừng có ước nữa, tại vì tối đêm khi cũng khóc là cho chồng không ngủ được. Sao vậy? Tại sao khóc? Dạ em có phim chị. Thế còn vợ thì sao? Em thì muốn chồng là chăm lo về cái diện mạo bên ngoài một tí. Thì dù gì là mình cũng qua phụ bán phở thì cũng không nói rồi, nhưng mà khi mà về nhà thì mình cũng tươm tất một chút, thơm tho một chút. Thì như vậy thì có thể là sau này anh đi ra ngoài đường thì vừa đẹp mặt anh mà vừa đẹp mặt em. Rồi còn cái nữa là một ngày anh chơi game cỡ khoảng 2 tiếng thôi, còn mấy tiếng còn lại là chơi với vợ. Thấy chưa? Khéo ghê không? Mới có 5 tháng thôi, cho nên là cái sở thích cá nhân của mình á, cái tôi của mình nó vẫn chưa có thể nào mà dẹp hết đi được để mà hòa vào cái chung. Thực ra thì cuộc sống vợ chồng á, mỗi người đều phải giảm bớt cái tôi của mình đi. Tại vì sau này các bạn còn có con nữa thì là đều phải chung tay góp sức vô để mà nuôi con rồi dạy con nữa, chấp nhận cái kẹp cổ. Nhưng bây giờ mình sẽ kẹp cổ vợ sau khi mình đã tắm rửa xong xuôi rồi. Đó, kẹp cổ vợ, sau đó là hôn vợ hay là như thế nào đó nữa thì vợ sẽ cảm thấy là thích hơn, đúng không cưng? Xin cảm ơn hai bạn. Lúc đồng ý ai ngờ anh mừng quá, lấy bàn chải ra anh vô anh đánh răng súc miệng rồi bắt đầu tụi em đi tới chỗ hẹn. Sáng dậy là sắp chim đi chơi mua. Sắp chim cảnh đi chơi, sáng là lo cho chim trước lo cho vợ sau. Nhiều lúc vợ dặn kêu là chồng đi chơi chim về thì mua đồ ăn sáng cho vợ với, cũng không mua. Nhiều lần em cũng giận. Ra tới sân bay là còn 15 phút là đến giờ bay đó, thì em vô để mà làm thủ tục. Thì quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Mời hai bạn ơi. Mời. Cặp vợ chồng rất đẹp đôi. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em là Trí Viễn, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì công việc của em là phóng viên và bình luận viên thể thao. Wow, bình luận viên thể thao. Còn em là Phương Loan, năm nay 24 tuổi. Công việc của em là biên tập viên. Vậy là hai bạn có làm chung nhau không? Dạ, lúc đầu là hai vợ chồng gặp nhau là từ một cơ quan truyền hình. Khi ngày đó là cũng công ty cũng đang tuyển thì vợ đi ứng tuyển đó, tình cờ mình thấy là người con gái nào mà dễ thương quá vậy, mái tóc dài xõa, đeo băng đô đó, đúng cái gu mà mình thích luôn. Tự nhiên là mình cảm thấy là sao cái người phụ nữ mà mình mong đợi. Còn em thì sao, em có ấn tượng gì? Lúc đó là em vô em chỉ nạp đơn xin việc rồi em đi về chứ em cũng không để ý tới ai hết. Riêng em thì là rất là để ý cô này. Em nhìn cái là xét đánh liền, da trắng hồng hào mà cứ hồi nhỏ lớn này giờ mình thích phụ nữ cài băng đô. Thấy cài băng đô chuyện bình thường thôi mà, nhưng mà em thích lắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là trong đầu là đã thấy yêu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em mới chạy qua bên cái chỗ mà chị hành chánh nhân sự, em mới hỏi là chị ơi cái cô đó là ai vậy, thì chị mới nói là cô này hôm nay vô là casting làm MC. Em nói chị nhớ nha, chị phải nhận cái cô này cho em, không là em nghỉ chơi chị, tại vì cái chị đó thân lắm. Rồi xong rồi em nhìn qua cái hồ sơ, tuổi cũng hợp, quê hương Quảng Ngãi là quê gốc của ba em nữa. Nó là đúng người quê hương, một ba má nói là con cứ phải lấy vợ miền Trung á thì cái chất chân thật, như là mọi thứ đều là quá hoàn hảo luôn. Là em không còn biết gì nữa, là phải bắt đầu xây dựng thôi. Bây giờ em có thể nào mà chia sẻ cái hành trình mà em chinh phục vợ em cho mọi người nghe? Mấy ngày sau vợ em được nhận vô làm, sếp giao cho là dẫn chung một cái chương trình với em, thì mình mới có dịp tiếp xúc kinh nghiệm hơn, thì em mới chỉ bảo này nọ đó, thì cũng lừa cơ hội được, có cơ hội cho anh Yahoo rồi cho anh số điện thoại để anh trao đổi công việc với em. Lúc đó em có biết và em có cảm nhận được không? Thì em cũng nghĩ là anh em trong công việc thôi, thì em cũng cố gắng giao lưu với ảnh để mà anh giúp đỡ trong công việc, chứ em không nghĩ gì hết. Rồi bao lâu thì em có ấn tượng với lại chồng của em? Khoảng tháng. Trong vòng một tháng chắc em phải tổng tấn công dữ lắm nè. Lúc đó là
đang tập để mà ngày mai dẫn. Tối 7 giờ tối rồi. Rồi sau rồi thì mình thấy cô này cũng nghe điện thoại, biết là bạn gọi tới thì rủ uống cà phê. Mà nghe đâu hình như là bạn ngoài quê đó, bạn học thân lắm. Thì mình mới giả bộ mình nói là em có thể cho anh đi uống cà phê ké được không? Đó. Em thấy cái mặt anh cũng tội, em cũng đồng ý cho anh đi theo. Lúc đồng ý ai ngờ anh mừng quá, lấy bàn chải ra, anh vô anh đánh răng súc miệng. Rồi bắt đầu tụi em đi tới chỗ hẹn. Rồi thì khi nào thì hai người trở nên thân mật và có thể nói chuyện với nhau, có thể tâm sự với nhau? Một lần đi uống cà phê thì ảnh có tâm sự về gia đình. Em thấy được là ở con người ảnh là rất là yêu thương gia đình, nhất là mẹ. Ảnh yêu mẹ mà cứ cái gì cũng nói về mẹ hết. Lúc đó thì em cũng nghĩ là ảnh cũng chân thành, nên là muốn tìm hiểu thử coi ảnh ra sao. Còn em thì sao? Thì biết con này sắp tốt nghiệp rồi, mới nói là cái ngày lễ tốt nghiệp của em á là sẽ tặng cho em một món quà. Em cũng nghe là có quà, em cũng mừng. Sang hôm sau đi làm, nguyên một cái ngày hôm đó làm ở công ty, em cũng háo hức coi thử ảnh có tặng em món quà gì không, mà không thấy gì hết. Nghĩ anh này chắc là ảnh mình là từ địa phương á. Gài á, là gài không có thực hiện. Mình cái lúc chiều về á, ra ngoài thì thấy trên xe đã có máng một cái bịch quà rất là dễ thương, thì em cũng nghĩ là chắc của ảnh rồi. Chạy xe về nhà thì mở ra thấy hai cái băng đô. Em nghĩ rằng cậu lại thích đeo băng đô, chạy lòng vòng thì khoảng đâu vòng vòng ngoài đường khoảng tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ đó, thì em mới gặp được một cái tiệm thấy băng đô mình cũng mừng rồi. Bây giờ về công ty thì đưa thẳng thì cũng không được, mọi người dòm ngó phía mình đó, thôi bây giờ máng lên trên xe đó. Ở mà người ta lấy mất thì có mà. Lúc đó là em bó tay luôn. Rồi chắc có lẽ là nhờ hai cái băng đô đó mà quyết định quen với anh này đúng không? Trong cái quá trình mà hai người yêu nhau có nhiều cái câu chuyện thú vị đúng không? Nói chung là mọi chuyện cũng êm đẹp lắm, nhưng mà cái là em thì em cũng không có phải là người nhậu nhẹt. Hôm đó là họp mặt công ty này nọ thì chắc chắn là phải tiệc tùng, là phải uống đó, thì em mới nói anh đi nhậu nhẹt tí thì em ở nhà anh về anh không có qua, thì vợ mới cảm thấy là khó chịu. Em ghét mấy người con trai mà nhậu nhẹt lắm. Em nói là tùy anh, anh muốn làm gì làm. Lát nữa xong thấy anh chạy qua, em phải thông cảm cho anh này nọ. Thì đó, sếp vô nên anh bắt buộc phải đi, chứ anh không có muốn. Anh năn nỉ không được, anh quanh xe bỏ đi. Em giải thích hồi là như là cứ lặng nhặng vậy hoài. Anh em nói thôi mệt quá em nghĩ sao em nghĩ đi. Thực ra mình đi nhưng mà lòng mình cũng sợ, thấy giận. Mình cũng lo. Sau đó lại gọi cho em nói là em thấy là hai đứa mình không hợp nhau. Em thấy là cần phải có thời gian suy nghĩ. Mà em hồi giờ là em rất ghét là nghe cái câu đó. Không được thì thôi, thì sao cần có thời gian suy nghĩ rồi nhìn nhận lại. Em mới nói là thôi bây giờ nếu không thích thì mình chia tay. Trời ơi. Rồi chủ động luôn. Đó, nhưng mà thật ra cái lòng của mình á là mình rất là yêu. Đâu có dám bỏ đâu. Xong là vừa buồn vừa suy nghĩ nữa, uống tới tấp luôn. Xong em nhận được cú điện thoại của ảnh thì nói là em xuống đi, anh muốn gặp em. Thì thấy anh này đầu gục trên xe vậy nè. Em với lại em khều khều kể ngước mặt lên khóc. Nước mắt chảy vậy nè. Xong nói anh xin lỗi em đừng bỏ anh. Em nhận được câu đó tự nhiên chân tay em cũng rụng rời luôn. Em thấy tội quá sức luôn. Nói hơn xong câu đó là thiển luôn, không biết một cái gì luôn. Đưa ảnh về không? Dạ có, ảnh ngồi phía sau lưng em á, thì ảnh gục đầu trên lưng em nè, tay ôm vậy nè, mà mọi người đi ngoài đường á ai cũng nhìn em hết. Em ngại gì đâu luôn á. Vừa trở về nhà thì anh chạy lên lầu ối đầy nhà. Trời ơi, chị tưởng tượng em thấy rất là kinh khủng luôn á. Nhưng mà nghĩ lại cái giọt nước mắt con cũng tội, nên là thôi lau dọn thì nọ cho anh. Sau khi tụi em lấy nhau rồi, em có những cái mà tụi em bị bất ngờ về nhau thêm nữa không? Thì lấy về thì đảm đang nấu ăn nấu uống cho chồng, ăn cơm ở nhà mình có cái là làm chậm lắm. Bữa ăn mà em đói mà em nhờ nhiều khi có nấu cái món mặn với món canh không mà cả hai tiếng hồ vậy hả? Mỗi lần em nấu ăn em hơi cầu kỳ nên là em muốn làm cái gì đó cho nó hoàn hảo. Ủa nhưng mà rồi em có thấy cái gì bất ngờ ở chồng em sau hôn nhân không? Mê chim lắm. Cái gì? Mê chim chim họ mi chim đúng rồi. Rồi chim cảnh rồi, rất là mê luôn á chị. Thì ban đầu quen nhau là ảnh cũng có dẫn em đi tới hội chim này nọ chơi thì em thấy cũng vui, nhưng mà sau này về cưới thì không ngờ là ảnh quan tâm chim nhiều lúc nhiều hơn em nữa. Sáng dậy á là xách chim đi chơi mua. Xách chim cảnh đi chơi. Sáng là lo cho chim trước lo cho vợ sau. Nhiều lúc vợ dặn kêu là chồng đi chơi chim về thì mua đồ ăn sáng cho vợ với. Cũng không mua, nhiều lần em cũng giận. Em làm sao mà để vợ nói là mê chim hơn mê vợ? Chứ chị biết sao không? Chim không ăn một ngày là nó chết. Vợ mà không ăn một ngày thì không có chết. Trời ơi. Rồi chị biết không, đi công tác á, rồi cứ gọi điện về nhà là không hỏi vợ như thế nào đâu. Hỏi vợ thay nước cho chim chưa, vợ dọn lòng chim giùm chồng chưa, cho chim ăn cào cào chưa, bỏ cám cho chim chưa. Rồi cái gì cũng chim hết. Chà, mê chim như vậy mà chim mà không ăn á thì là lo đúng không? Vậy có bao giờ mà bạn để mất con chim không? Dạ có một lần là em bị mất con họa mi á, là cái con chim đó là em thích nhất.
Thì trong một cái lần cho nó tắm, cái lồng tắm nó còn hở. Khi mình bỏ con chim họa mi của mình vô, mình quay đi quay lại một hồi dọn lồng này nọ, xong quay lại nhìn cái lồng tắm của con chim nó mất tiêu. Em ơi, lúc mà em chứng kiến cái cảnh mà con chim của anh bị mất á, ơ quên, con chim họa mi của anh bị mất á, thì lúc đó làm sao em? Lúc đó em đang ở nhà thì có cái anh bạn kia anh gọi điện lên kêu là hình như tao phát hiện ra con chim của mày ở gần nhà. Thì anh mừng lắm, đực đực đem lồng bẫy rồi ra để bẫy, rồi lội qua mấy cái vũng xình lầy, cây này cái kia đâm thấy thương lắm. Xong lội qua thì không phải con chim của anh. Trời ơi, thật sự mà nói là mình ứa nước mắt luôn á. Tại em buồn cả nửa tháng trời em cũng không có đem chim đi đâu luôn, để ở nhà cho ăn này thôi. Vậy là qua cái gì là chị cảm nhận là bây giờ là ở 50 chim 50 đó. Hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi ta? Hai vợ chồng em lấy nhau là được hơn 1 năm rồi. Rồi á, bây giờ có muốn cái sự thay đổi gì ở nhau không? Chỉ muốn là đừng có chậm chạp lề mề nữa, nhanh nhẹn lên một chút. Thế còn em có điều gì muốn chồng mình thay đổi không? Em chỉ mong chồng á là bớt nóng tính thôi. Mỗi lần chồng em nóng tính là la toáng lên. Hàng xóm ai cũng nghe hết á. Có lần đó là đi về quê, hai vợ chồng đi máy bay thì em mình cứ nói là chuẩn bị hết chưa? Ok rồi, em đầy đủ rồi. Đi đến giữa đường có hỏi có đem chứng minh không? Ý chết rồi chồng ơi, giờ không có, chị quên chứng minh. Nói trời, giờ nghĩ sao vậy, đi máy bay mà không đem chứng minh thì làm sao mà đi? Đúng rồi. Bắt buộc là em phải đua tốc độ về. Lúc đó là em rất là bực mà em kìm dữ lắm để mà đi cho nó yên ổn. Đi dọc đường gặp công an thổi nữa. Ra tới sân bay là còn 15 phút là đến giờ bay đó, thì em vô để mà làm thủ tục. Hỏi là ủa vậy còn một người nữa đâu, vợ anh đâu? Nó quay đi quay lại không thấy đâu trơn. Điện thoại lúc đó em giữ. Trời đất ơi, cái em mới gọi cho mấy đứa em đó là bây giờ chị Loan đâu rồi? Nó nói là chị Loan đâu ở ngoài này. Kêu chị Loan qua liền đi. Chị này thì lại muốn là đứng chờ tụi nó đi vô cho vui nữa. Còn sao nữa? Có đi được không? Thì lúc đó là em đang đứng nói chuyện với con em thì em nghe la rất là to. Em lật đật em chạy vô, anh thấy mặt em bắt đầu anh la toáng lên. Cái gì là mà lê mê chậm chạp như vậy, đi nhanh lên chứ không là trễ nè. Ừ. Lúc đó em dị kinh khủng luôn á chị. Dị, bao nhiêu dị người là dị. Sao? Dị xấu là hổ. À, xấu hổ. Rồi cuối cùng có đi được không? Đó. Dạ được. Chị thì chị thấy vậy nè. Thực ra cái nóng tính nó đây chị cảm giác nó giống như là cái con giả tràng á, công mình xe cát xong sóng đánh ập một cái là mất hết. Thì ở đây cũng vậy, em bồi đắp cái tình cảm, thể hiện cái lòng yêu thương của mình với vợ. Ví dụ như là mất một tháng trời để thể hiện cái con bữa một ở chở chừng 2 phút đồng hồ thôi mà la sùm lên, mất hết đúng không? Đó là cái cảm giác chung của tất cả những người phụ nữ. Chị nghĩ rằng nếu em giảm được cái đó thì rất là tốt. Và bây giờ thì vợ nhanh nhẹn một chút xíu, chồng bớt nóng đi thì tụi em quá là hoàn hảo rồi. Theo chị á, thì sẵn ở đây có tất cả mọi người nè, em tranh thủ em bắt chồng em hứa trước mặt mọi người đi, để giữ cái báu vật đó đó em. Dạ thì như là chồng cũng hứa với vợ là từ nay thì giảm bớt nóng tính. Không, cái này là hứa với vợ chứ mày hứa với tôi. Khi mà chồng cái gì mà vợ chồng nói mà vợ không thích á thì vợ cũng đừng có làm ngược lại. Dạ vợ biết rồi. Dạ biết rồi. Trời ơi. Dạ, rồi mọi người. Rồi sao? Vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta? Giống như con hàng sơ cua vậy. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn. Rất là giận nhau luôn. Đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp những câu chuyện đến từ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, dạ. Chào hai em. Dạ. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm, dạ, sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, Nguyễn im Bỉnh tên Khiêm. Đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do, nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Dạ, con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Rồi mời con. Dạ con là Huyền Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây.
Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau, lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. Có bé chưa? Lấy nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên đó hai đứa gặp nhau như thế nào. Dạ khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún bún thịt nướng á. Anh nhờ bạn này chở con giùm nó. Dạ đúng rồi, đó là lần đầu tiên gặp. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh. Mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm á, nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Sau cái đợt đó cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. 2014 á thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình, có con cũng chia tay người yêu anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ bé này xuống Sài Gòn. Lần sau thì rủ một cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Gặp lại Khánh lần thứ hai. Họ sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Nó giống như là tiếng sét luôn á. Nhưng mà lúc đó đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng. Lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ ta. Giống như con hàng sơ cua vậy. Giống như con hàng sơ cua vậy. Bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, không mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Rồi đến sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt? Lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9. Thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Đến tháng 10, tháng 11 thì ông này ổng cứ gọi điện miết à. Nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Đến ngày Valentine là 14 tháng 2, cái tự nhiên ổng bắt xe đò á, buổi tối lên xe, cái là buổi sáng tới mua thuộc rồi đó, cái là ổng lên ổng tặng cho hoa rồi ổng tặng quà vậy đó, ổng đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng, chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó, cái mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì anh này xuống này mình có cơ hội nhiều hơn, cái là ổng chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý. Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà anh nói là gặp con xong rồi thời gian sau đó cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn rồi đó. Xong rồi xoay qua bên phía con thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy. Thế làm ra là có cái phản cảm. Khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn, đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ luôn á. Thành ra là năm nay là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó, thì người mẹ thất vọng, cái năm ra là giận đó, là năm ra là
Dẫn đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Bản thân con này con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, thời gian mà bồi đắp tất cả. Dần dần thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Tính của con là mình thấy là có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh thì con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha. Đồng ý thì lấy còn không thôi. Nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Cũng thương, rất là thương nó. Thì cứ ôm nó, hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó, dạ, thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút. Nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Thế là mình phóng khoáng nhiều. Thế là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ. Thì con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi con bắt điện thoại nói alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, tính bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế rồi nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì thương, cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Bây giờ qua tới cái phần kia này đi, nè. Đại hội dịch dạ xấu. Đó, ai trước nè. Thì để con đi, để con cái tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn đó. Tật xấu điển hình. Tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai á, hay sai chồng lắm. Sai giặt. Ví dụ như có cái điện thoại thôi, điện thoại là giật bất ly thân. Đi ra đằng sau nấu ăn á, là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á, đi lên trên bàn làm việc ngồi á, là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Thì nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có 1 bàn tay thì ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ví dụ như ở nhà có đói bụng cỡ nào nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Uống bia là vô đối. Bia dữ lắm mà vợ. Bản thân con là đàn ông con uống bia mà con thua mà. Uống bia không phải tật xấu. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với anh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ảnh là hay quên. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Rồi đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất nhiều lần luôn rồi. Thứ hai nữa cũng là hay quên nè. Anh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, ngáy kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chỉ khó chịu á. Xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin án mạng xảy ra từ tiếng ngáy á. Mình cũng sợ vậy. Nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá, cái là ảnh rưng rưng, dễ rơi nước mắt. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà. Nói chung là giận cái nào giận. Nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Đối tác có thực hiện đúng không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đấy nhận, chứ cuối cùng con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì?
cứ vẫn là cô ấy thôi. Tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do không cần phải thay đổi. Không mong muốn, không mất nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha. Bản thân con hiền quá rồi mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con, thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai cho đứa nhỏ. Cảm ơn em. Cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dạ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Dạ. Thôi, bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Hận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. Làm make up hả? Dạ. Để cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết á. Dạ, không có ấn tượng gì hết. Tại vì các xa, ngồi xa dạ, không có gặp nhau. Nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Nhưng mà rồi sau một năm rồi á thì bắt đầu tụi con mới nhận ra là mình cùng học chung một lớp. Dạ, con có biết là học chung thôi nhưng mà không có nhìn nhau thì đó, chỉ nhìn được có một lần rồi thôi. Nhưng mà ý cô hỏi là sau một năm thì tụi con mới gọi là nhận ra nhau đó, giống dạ, như là nói rồi. Trong văn học á là nhận ra đây là một nửa của mình đó. Thì dạ, lý do nào tại sao mà sau một năm thì mới tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh nên là cái bạn không thấy. Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn dạ. Đấy. Ủa em ơi sao em nghỉ học hoài với em? Dạ hả? Tại tính con thì không có thích bị gò bó với lại ham chơi lắm. Nên là đi học thì không cúp học thì cũng đi trễ. Vậy hả? Ngồi thì ngồi sau cùng không? Dạ. Rồi sau cái vụ mà bạn này nghỉ học rồi thì con tiếp tục là xử sự với bạn này như thế nào? Có nghĩa là con không ưa không á? Dạ không, con hết sức là bình thường. Chỉ để ý cái tên bạn này hay, tại vì con này điểm danh đầu giờ. Mà cái lúc mà bạn ấy cái vô sau không, bạn ngồi phía dưới hay không thì con không có rõ lắm. Mới đầu là để ý cái tên là việc dạ, cúp học rồi dạ. Đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Ông thích đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng chứ đâu là mình thích ổng hay gì. Không, chú nghĩ là gì nè. Lúc mà hai đứa ngồi trên xe đó là cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Dạ. Cho nên là con có dịp để mà con nhìn rõ cái dung nhan của bạn ấy. Sau một khoảng thời gian cô ấy cúp cua nhiều quá không dạ, đúng rồi. Cho nên con nhận ra được cái khuôn mặt của cô này nó xinh đẹp. Cho nên là con đã có cảm tình với cô. Dạ, ngồi đó con xấu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bạn nữ là bạn nói về bạn này bị ảo tưởng. Có nghĩa là tưởng là người ta rủ mình đi chụp hình, có nghĩa là người ta đã thích mình. Ở Phan Thiết đó nghĩ thì cái... khi mà người ta nghĩ là cái đối tượng này thích mình rồi là người ta cứ đeo đuổi cái ảo tưởng đó hoài. Để mà người ta đeo đuổi đó em. Thì thành ra là ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt là hoàn toàn có lý do hết. Khi mà mình đã chủ động là mình phải, vì mình nghĩ người ta thương mình mà. Dạ. Mình phải đeo đuổi đúng không? Dạ. Thì của nước chảy đá mòn, con làm riết cái tự nhiên ta cũng gãy đổ thôi. Đúng không? Ta phải đổ ngã trước cái tình cảm của con đúng không? Dạ. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ, dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Tại vì cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ rồi bạn dựa vô vai con trời. Trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương đó. Thường mà ngủ mà dựa vô da như vậy gục như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không chứ. Biết ngay luôn. Bởi vì chú Thuận thở ra là cô biết chú Thuận đang tính hỏi cái gì rồi.
Mặt kỳ lắm, mặt gian thần, lúc mà mặt gian thần. Hả, ngủ mà có cái tạo một cái điểm ấn tượng gì với con không? Dạ nhưng mà lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ, mà... dạ có con. Tại vì bạn này cũng là theo con thấy là được được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn phải ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Nhưng 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Ngon lắm luôn. Tại vì thơm. Thơm. À, người bạn này thơm. Mà, thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. À. Cái tự vô thấy nó chắc. Chắc. À. Mê luôn. À, mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ không phải mê ông này đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Sau cái chuyến đi trở về thì sao? Về thì cũng có nhắn tin. Ai chủ động nhắn? Dạ, tại vì lúc đó là tụi con là phụ trách về trong nhóm là mua đồ và quản lý tiền á. Cho nên là sau khi về thì tụi con phải nhắn tin qua lại để xử lý những cái vấn đề không con. Ngoài những cái công việc đó ra có nhắn tin có cái gì đó nó có một chút xíu gì là coi như là tỏ tình hay không? Dạ không. À. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Dạ lúc đó vẫn đi chơi nhóm thôi. Không đi chơi riêng á, đi chơi riêng á. Hỏi đi chơi riêng nè. Hả? Chắc phải 1-2 tháng sau hả? Noel. Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, mình đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân 1 nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng, 3 tháng sau. Ủa, đâu, đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Quen nhau trước Noel rồi tỏ tình trước hay là ngay đêm Noel hay là sau Noel? Dạ đúng rồi, trước Noel. Trước Noel là tỏ tình rồi. Là dạ, tỏ tình rồi. Dạ. Là xong rồi Noel mới đi chơi với nhau đúng dạ, không? Tỏ tình đâu? Đêm Noel đó có tỏ tình nữa không? Dạ không có tỏ tình nữa mà bắt hung. À, đó. Cái đó mới là cái mà nứt thứ nhì của tình yêu. Em hiểu không? Lần đầu là tỏ tình say ke xong rồi bắt đầu về tỏ tình rồi đi chơi. Đêm Noel là hùng. Đời hung. À. Tình yêu tiến triển rất là hợp lý em. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Ở quán cà phê hay quán nhậu? Tại ở đâu? Con tỏ tình ở nhà cái phòng trọ của bạn này vẫn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. À có men rồi đó. Vậy dạ. Là mượn men để tỏ tình. Dạ. Mượn rượu tỏ tình đó chị. Đó. Cái lúc đó thì con xỉn rồi. Cái ra ngoài đứng lúc đó là đã hít rồi, đã hít nhau rồi. Nhưng mà không có nói hẳn thôi. Cái con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó. Cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn dạ ông say á, cái ông ra hết, ông ói luôn. Dạ ông vừa mới con hít thương cái ông làm vậy lên lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền giống như nhìn vô mặt nó cái mắt ói á. Dạ đúng rồi, kiểu như con nói mình bị tổn thương đó, trời ơi cái mặt ủa sao tự nhiên anh nhìn tôi anh nói vậy tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Bụt miệng nó xong rồi là ói liền. Rồi mà, sau mà đó mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa mà nhiều nữa giống như nhậu mà quá trời. Mà sao bữa đó con quê không con? Dạ lúc đó xịn quá có biết gì đâu quê con đúng không nhớ. Dạ. Nhưng mà sau đó tức là qua ngày hôm sau đó là con tới đó mắc con cỡ. Nghe là cái mùi cái mùi hương đó, cái mùi hương ói đó là con có mắc cỡ cực kỳ mắc cỡ luôn. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói bị trục trặc đó. Dạ rồi sao con á thương á. Dạ rồi sau đó con thấy thương anh không? Dạ lúc đó dọn thì mình lỡ dọn rồi thì nghĩ là thôi mình ngu mình dọn rồi thì mình phải làm khổ đó thôi chứ giờ sao. Khổ nó sao? Khổ nó bằng cách nào? Dạ từ hồi quen tới giờ nó khổ lắm. Dạ nhưng mà ngay hôm đó là con nghĩ là con phải làm khổ nó bằng cách là tao phải quen mày cho mày khổ đúng không? Dạ hay sao? Đúng rồi cũng nghĩ kiểu nghĩ vậy á. Trả thù trả thù vì dám ói mặt tao mày ói. Dạ, rồi xong rồi đến đêm Noel cái bị nó hung. Dạ không năn nỉ con hung mi. Năn nỉ sao đâu, kể chính xác đi. Dạ đúng. Cái câu chuyện đó làm sao nè? Dạ đi về trước cổng trọ cái 12 giờ đêm mà cái lúc đó xui nữa là cái cổng phòng trọ bạn con nó khóa cửa nó ngủ mà nó gọi bao nhiêu đứa nó cũng không ra mở cửa hết trơn á. Cái là ổng phải phụ con leo cổng vô thì
rồi xác định leo cổng là phải đụng chân, đụng tay, đụng mông rồi. Cái ổng kêu thôi về cái trước khi về cái hôn cái cái con kêu hôn đâu, kêu hôn má chuyện nhỏ, cái hôn luôn. Cái đó là lần đầu tiên không á. Trời ơi, hôn là hôn môi được cái nào vậy? Dạ. Trời, còn cái lần mà hôn môi á kinh khủng lắm. Lần hôn môi là lần nào? Hôn môi không nhớ nữa, nhưng mà hôn môi cái ổng hôn môi xong ổng giả nai, ổng về ổng nhắn tin ổng xin lỗi. Mà con thì trời ơi nai quá. Kiểu như chỉ thừa biết rồi em hả? Dạ không, lúc đó con tưởng thiệt, tại vì lúc đó chưa thấy quen ai mà con nghĩ trời má ơi hôn môi không có kinh nghiệm còn xin lỗi nữa. Cái lần đó là hôn môi dài hôn sao? Dạ thì hôn vậy thôi chứ kiểu như nó giả nai chưa có kinh nghiệm gì mà đúng chưa? Dạ. Mà sao con lại xin lỗi nó? Cái đó là cái chiêu của con thôi. Vậy cái lần đấy thì cũng vô tình con sợ bạn ấy, bạn thấy con hôn vũng về. Dạ. Mà sợ bạn ấy có nghĩ tiêu cực về mình. Thôi giờ xin lỗi đi cho chắc. Xin lỗi. À, cho chắc ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật ra là mình cũng có kinh nghiệm hôn mà đúng không? Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên đẹp không? Cái dài bao nhiêu lâu? Dạ. Tới bây giờ khi tụi con cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau tới 6 năm, dạ. 4 tháng, 20 ngày. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn gì, có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Ừ. Tại đập con mà quen mà đập đồ là con bỏ à. Ừ. Tại con sợ lắm. Ừ. Còn có giận nhau. Ừ. Mà hình như là giận lâu nhất là 1 tháng thôi. Ừ. Dạ. Thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. À là hai đứa điên lường hai hả? Đứa cùng đi làm mà bên đó. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. À, dạ. Hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ừ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi sát nhau cũng xa. Không nhưng mà đi xe lửa đâu. Thôi đúng không? Dạ. Đi xe lửa đều để gặp nhau thôi. Dạ, đúng không? Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì ở bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. À. Chồng con thì làm về nhôm, nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Ừ. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc mà đang yêu nhau vậy xong rồi con đi Nhật á, lúc đó là lúc ấy con đau đớn không? Sợ không? Dạ tại vì nói sợ vợ giận chứ tại trước đây á lúc mà còn hồi cấp 3 thì cũng có thích một bạn. Bạn ấy về Bắc xong rồi cái mình không có muốn mà có một cái tình yêu mà nó xa cách như vậy. Yêu xa, con thích yêu xa. Ừ. Dạ, cái lúc mà vợ đi Nhật rồi ấy, bằng mọi cách là con xin mẹ để mẹ chấp nhận cho lại con đi Nhật. Đi theo. Đi lần lần. Tức là phải con sợ. Dạ. Phải đu theo liền đúng không? Bị ám ảnh đó. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau. Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Là con sẽ canh thứ bảy chủ nhật hoặc là lúc đó con sẽ xin nghỉ phép đó, tại bên Nhật sẽ có nhiều nghỉ phép thì con sẽ đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Là thì để xuống gặp anh. Đi ban dạ, ngày. Để qua gặp anh. Dạ không, đi ban đêm, tức là buổi chiều thứ sáu là con đi làm về tới nhà là 6 giờ tối. Sau đó là con đã gom đồ sẵn từ đêm hôm trước rồi, cái con sẽ xách đồ con đi thật nhanh tại vì sợ sợ trễ tàu á. Trễ tàu. Dạ. Thì là con lên tới cái ga đó là 8 giờ thì 8 rưỡi con sẽ lên xe buýt đi qua bên đó là 12 giờ đêm. Dạ, thì chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó mà là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ nhớ hoài, nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Một mình con phải đạp xe đạp chạy trên cái đường cách đó cũng khoảng 20 phút từ cái ký túc xá con ở đến cái ga để rước vợ. Bữa nào mà không mưa hay là mát mẻ thì không sao, gặp bữa trời mùa đông á, tuyết không có dạ tuyết thì nó rơi dày nè, phải bừa tuyết mà đi, mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy á, nó đẹp đẹp đúng không? Kể là nó đẹp quá em. Dạ. Rất là đẹp. Lúc đó thì có thể là có những lúc mình cảm thấy hơi mệt nhưng mà dạ, bây giờ mình nghĩ lại là nó quá đẹp luôn. Quá là thơ mộng đúng không cơ? Dạ. Rất là ông nói là tối thứ sáu là ông không bao giờ thấy mệt hết á. Ông chỉ mệt ngày chủ nhật thôi. Chở em cỡ nào cũng không mệt luôn. Mệt đó. Là phải chia tay về đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ý cô hỏi nè, con có lên chỗ bạn không?
hay là chỉ có bạn xuống cho con thôi? Đúng rồi. Chủ yếu là con lên. Tại vì thứ nhất là con thì lúc đó cái vốn tiếng Nhật của con nhiều hơn. Là con quen với bác, mấy bác người Nhật ở bên đó. Thì thường thường ra bên kia thì có hai bác người Nhật bên kia rất là thương. Thì là tụi con sẽ được có hai bác vui hơn, với lại đi chơi á. Với lại các bạn, anh mấy anh ở bên chỗ chồng con cũng dễ thương lắm. Dạ, cho nên là tụi con sẽ thân ở phía bên đó hơn. Thì con sẽ qua nhiều. Mỗi lần mà gặp nhau á, là buổi khuya như vậy á, thì thấy là rất là hạnh phúc. Mặc dù nó có lạnh, nó có vắng cái nào cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái lúc mà đưa vợ về á, nghe tới chiều chủ nhật á, buồn thế thảm thiết. Đúng không? Nhưng mà thật sự phải nói là cảm ơn hai em á, kể một cái câu chuyện á, một cái tình yêu xứ người. Mặc dù nó có những cái gọi anh là vô khó phim khăn rồi đó. Như vậy. Nãy giờ là anh đã diễn một tuần là anh đã găm vô cái đầu mà không tóc của anh để anh làm phim rồi đó. Đúng không? Anh rất thích nghe những câu chuyện như vậy. Chị một à, chị hai, chị đi guốc cái trong lòng của em luôn. Nói em nghe vậy đó, nhưng mà cái đầu em bắt đầu em suy nghĩ đó, một cái đường rầy xe lửa không cần thiết ở Nhật, ở Việt Nam thôi. Đường rầy xe lửa sẽ là như thế nào? Focus chỗ nào ấy, chỗ nào trời ơi dễ sợ Hay quá đó. Nhưng mà vì lý do gì mà các em lại quay trở về Việt Nam và không đi làm bệnh nữa? Ngay từ đầu thì con xác định là con muốn đi Nhật vì con muốn biết Nhật Bản như thế nào, tại vì con nghe nhiều anh chị đi thì con thích á, thì con muốn đi để trải nghiệm thử. Thì sau khi mà đi một thời gian thì mình cũng trải nghiệm rồi, với lại cái khoảng thời gian mà tụi con xa nhau á, nó nhiều quá. Với lại lúc đó cũng xác định là khoảng thời gian bên Nhật thì nó bây giờ nó không còn giúp gì cho cái tương lai về sau nữa rồi. Thì con quyết định về nước. Xác định là về nước. Đúng không? Dạ. Không nơi nào bằng quê mẹ đúng không? Đúng, dạ, đúng rồi. Và điều quan trọng là về đây không có dịch. Dạ đúng rồi. Bây giờ ba mẹ chồng con á, nói về là đây trước dịch đúng không? Dạ đúng rồi. May á là nếu không bây giờ là bị kẹt ở bên kia là dính 2 năm luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ bạn mẹ con bây giờ là chưa có về được. Và chưa chú chỉ hỏi vợ. Ba mẹ của con là ở bên kia? Dạ không, ba mẹ con ở đây. Ý là vợ nói là không về là không về luôn. Không về là sẽ là không về được đấy luôn á. Chú là chỉ hỏi vợ con thôi chứ không hỏi con. Tại vì chú biết là vợ con về là con cũng phải cuốn gói con về theo. Đúng không chị? Rồi, bây giờ nè, từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ con về là tháng 7 năm ngoái. Là cứ tháng 6 năm ngoái đúng không? Ủa đâu? Trước ta năm kì, trước. Năm trước nữa. Dạ, trước năm dịch ấy. Mà đúng không? Đó. Về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ. Cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết dạ không? Không phải dịch mà là chia tay á, cãi nhau chia tay. Ủa sao vậy? Lý do gì? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đã chạnh hỏi chứ, dạ thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy 2 năm thì không có cãi nhau lần nào. Dạ trong cái khó khăn này không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích đâu, vì người ta phải lo tiền, ta cứ cưới vợ. Dạ lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là mình không còn được như cái lúc ngày xưa ở Nhật. Ở Nhật là chỉ có đi làm về rồi xong rồi enjoy rồi nhớ vợ, nhắn tin rồi. Còn bây giờ là làm ở đây rồi còn phải tìm nhiều cách khác để làm nữa, để kiếm tiền rồi mua nhà mua cửa chứ. Đúng không con? Tương lai nó xa hơn đó. Đó, nhưng mà cuối cùng thì các bác con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị à. Tới cái trang này nó là qua cái trang gọi là thực tế phủ phàng. Thực tế phủ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu, nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nè coi có tật xấu gì không, kể cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít, nhưng mà chủ yếu là rất là bời bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này cái chỗ kia cái. Dạ ê. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi chúc mừng như vậy nghe. Là coi như không cho là tật xấu.
không thôi, là thật xấu luôn. Không phải, giờ ta lo cái này thay đổi nữa. Ta mệt, nội tiết tố, ta thay đổi, ta mệt. Thôi ủng hộ, dạ, từ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À, đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó dựng cãi chày cãi cối. Thôi vẫn chấp nhận đi chị. Thôi vẫn rồi, bừa bộn đi. Rồi, tật xấu bừa bộn. Rồi sao nữa nè. Nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi nấu trước, con ngoài sau dọn tiếp sao. À, đó, đó là bừa bộn đó. Rồi, sao nữa nè, còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố thay đổi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. À. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Có cằn nhằn em không? À. Dạ có, cái gì mà không vừa mắt là cằn nhằn con liên tục luôn. Ừ. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính mà bạn em ấy vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ phải ghen bậy bạ đúng không? Bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nha, con phải xác định vô cái là ghen bậy bạ. Ghen vô thưởng vô phạt, ghen cảm tính. Ừ. Thôi vậy lắm Facebook luôn đi. Cái đó là rớt ra những ngày khó ở mới vậy, nhưng nhà bình thường rồi. Bình thường cũng vậy luôn. Ngày bình thường học con không sao. Tới con đó. Tại vì cũng quen lâu rồi á, tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái thật xấu là nóng tính. Có lần ông về ông la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói con mệt, cái con nằm con phụ nó không làm gì hết trơn á, xong bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu, cái ổng kêu là sao mà ghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy á. Cái ông la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau, tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu. Cái đó là tại không phải vì con không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Mình sốc ruột quá đúng không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được rồi ấy này kia vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng không? Dạ. Mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng rồi. Không biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Nghe con. Rồi sao chồng con nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có không 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ hay tặng quà tặng hoa và nói những lời yêu thương với con? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi, tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. À dạ rồi vậy tập luôn đi con, tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi. Dạ. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con chỉ có một mong muốn là có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói, để có lúc đó con không phải bị khùng lên con chửi sản á. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Chỉ có cái tật đó thôi. Dạ. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á sau này á mình sẽ có con, mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè, trong lúc làm này á thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng, tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai con. Bây giờ mời hai con đến với cái phần hấp dẫn nhất của chương trình.